Bên này còn nữa nè con ơi. Ngồi đó đợi mẹ, sao hai chị em chạy ra ngoài này? Dạ tại con thấy Du Thiền đẹp quá nên hai chị em ra coi thử nè mẹ. Công viên anh. Ủa có con gì ở dưới này á ta ơi? Hình như là con ốc. Ốc này mà ăn là chắc ngon lắm nè. Mình phải kêu mẹ mình ra bắt tiếp mới được. Mẹ ơi mẹ ra đây coi đi, quá trời ốc nè mẹ. Cái gì mà con la dữ vậy con? Ốc cái gì đâu? Hả? Sao ốc ở đâu mà nhiều quá vậy? Yeah! Ốc này là ốc bu nè con, ăn ngon lắm đó. Lâu lâu mình về quê mà bắt được một mớ ốc này là cũng ngon lành luôn đó nghe. Bên này còn nữa nè con ơi. Ủa cô Năm, làm gì cô Năm? Bữa nay ốc nó bò lên đây cô Năm bắt nãy giờ được một bọc luôn rồi nè con. À? Không phải đâu ha, ốc của con bò ra đó, cho xin lại đi. Hả? Vậy là bữa nay hai mẹ con mình không có ốc ăn rồi con ơi. Các con ơi, qua bên đó mua nước đi, bên đó có xe nước kìa các con. Yeah! Hình như là cái máy này không có mua nước được rồi, thấy nó chết đỏ lên thông báo rồi con ơi. Thôi hai chị em lại đằng này ngồi đi rồi mẹ đi mua nước về cho hai chị em uống nha. Ở đây đợi mẹ một tí, đừng có đi đâu nghe con. Dạ mẹ. A few moments later. Em ơi, hình như là có Du Thiền ở phía sau này nè, mình ra ngoài đó coi đi em. Wow, Du Thiền đẹp quá em ơi, chiếc Du Thiền bự lắm kìa. Đúng rồi, Du Thiền đẹp quá đi hai ơi. Mẹ kêu hai chị em ở ngồi đó đợi mẹ, sao hai chị em chạy ra ngoài này? Dạ tại con thấy Du Thiền đẹp quá nên hai chị em ra coi thử nè mẹ. Công viên ở đây rộng nữa, hai chị em chạy lung tung như vậy lỡ mẹ kiếm không gặp là đi lạc là nguy hiểm lắm biết không. Mai mốt không được chạy lung tung như vậy nữa nghe con. Dạ con biết rồi mẹ ơi. Các bạn ơi, các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.